Xin chào tất cả các anh em nha. Video hôm nay mình muốn gửi đến tất cả các anh em đang học nghề và các anh em đi đường xa không phải là thợ. Thì cái video này rất là đơn giản thôi. Trên trước mặt anh em chúng ta đây là một con xe win và khách hàng đang đi đến. Vì nó bị chết máy thì làm sao mà nó chết máy? Thì bây giờ mình sẽ nói luôn. Cái đơn giản nhất của những dòng xe cũ của anh em chúng ta, cái thứ nhất là cái kim ga của nó dùng một thời gian rồi nó sẽ bị mòn đi. Khi anh em chúng ta để qua đêm ấy, là cái lượng xăng của anh em chúng ta nó sẽ bị tụt xuống cái vùng đốt của anh em chúng ta. Khi buổi sáng của anh em chúng ta đạp rất là khó nổ. Nếu như người làm mà biết cách ấy, buổi sáng thì anh em chúng ta sẽ không ga, đạp không nhưng không ga thì xe của chúng ta có thể là dễ nổ hơn. Nhưng có những dòng xe đang bị mòn rồi thì vẫn kiểu thường thường thì người dân của anh em chúng ta kiểu người dân mình ấy cứ thường thường đạp máy là cứ hay đạp thằng ga này kiểu nó quen tay rồi. Nhưng những dòng xe mới thì mình không nói, những dòng xe cũ mình ga lên là lượng xăng nó lại tụt xuống nhiều hơn, xuống bùng đốt thì nó làm cho chiếc xe của chúng ta sẽ khó nổ và sẽ không nổ được. Và giống như con xe này cũng thế. Hiện tại là anh đang đến là anh bảo không nổ được mà nó kêu lục bục cái gì bên trong. Thì mình cũng vừa tháo ra nhưng mình kiểm tra thì nó chả làm sao cả. Nó chỉ có cái nguyên tắc thứ nhất ấy là xăng như mình vừa nói, xăng nó để qua đêm nó tụt xuống bùng đốt quá nhiều. Khi buổi sáng em chúng ta lại đạp máy xong lại ga lên thì bắt buộc xăng lại tụt xuống nữa. Thì nó làm cho ướt cái đầu buji của anh em chúng ta và nó sẽ không bao giờ nổ máy. Thì cách phục hồi và sửa chữa như thế nào thì bây giờ mình sẽ làm luôn để cho các anh em xem và tham khảo. Và trước khi mình làm thì mình cũng sẽ nói về nguyên lý của nó. Điều đầu tiên ấy, nếu anh em chúng ta mà xe có lổ ấy, thì các anh em lên sắm cho mình một cái tẩu như này, một cái tẩu mở buji và một cái tô vít để chúng ta phòng đi đường xa. Ví dụ như chúng ta đi vài trăm cây, nhiều lúc nó bị trục trặc thì chúng ta còn sửa chữa được cái đầu buji. Cái thứ hai ấy, thì xe của chúng ta chết thì các anh em chúng ta có thể mở buji ra và bịt ngón tay vào cái lỗ chân buji, chúng ta sẽ đạp để cho nó thoát hết cái hơi xăng đi, đạp hết tất cả cho nó thoát hết cái hơi xăng đi, rồi chúng ta lau cái đầu buji và ráp lại là xe của chúng ta sẽ lo nổ rất là ngon và ok. Và bây giờ mình sẽ đạp thử con xe này rồi mình sẽ hướng dẫn các anh em sửa chữa. Trước mặt anh em chúng ta đây là một chiếc xe win phái nhá. Và bây giờ mình sẽ mở khóa lên này, mình cắm khóa vào, mình bật lên này. Rồi. Và bây giờ anh em chúng ta sẽ nổ. Và mình thử sẽ không ga nhé. Không được đúng không? Bây giờ mình sẽ... Rồi, bây giờ mình sẽ ga này. Có đạp mãi thì cũng không nổ đâu các anh em ạ. Vì nó bị để qua đêm mà các anh em khách nó lại đạp, rồi nó đạp nhiều quá, nó ra nhiều quá xăng xuống hết bùng đốt rồi. Và bây giờ cách sửa chữa thì các anh em chúng ta cứ tháo cái tàu buji ra, đạp mấy cái mà mệt, các anh em chúng ta sẽ lấy cái tàu buji này. Anh em chúng ta không nhất thiết gì phải thay đến buji nhá. Cái này bệnh này là thường gặp thôi, không nhất thiết thì phải thay buji nhé. Anh em chúng ta rổ cái đầu tẩu ra này. Và anh em chúng ta sẽ cầm cái đầu buji mở ra. Đây các anh em nhìn này. Cái chân buji của anh em chúng ta thì nó ướt sũng như này thì làm sao mà lổ được. Đây này. Thì để khắc phục chiếc xe này lổ thì các anh em chúng ta tắt thử khóa đi. Các anh em chúng ta lấy ngón tay trỏ hay ngón tay gì được bịt vào lỗ này này. Bịt vào lỗ buji và chúng ta đạp mấy cái để cho nó thoát hết hơi xăng ra nhá. Rồi,
Rồi khi nó thoát hết hơi xăng ở trong bùng đốt của chúng ta là ướt này này, thì anh em chúng ta sẽ dắt lại. Chúng ta lau khô cái đầu này đi nhá, lấy một cái rẻ sạch. Chúng ta sẽ lau khô đi. Em chúng ta lau khô đi nhá. Rồi khi đã lau khô thì chúng ta lại dắt lại. Anh em chúng ta vặn vừa chặt nha. Sau khi anh em chúng ta đã vặn buji chặt vào trong này rồi, chúng ta sẽ cắm tẩu vào và bật khóa lên lổ thử. Cái xe này của nó hơi khói một chút, để mình cận cảnh cho anh em. Vậy là mình đã hướng dẫn cho các anh em xử lý cái xe của chúng ta khi đã bị chết máy buổi sáng. Khi để qua đêm không lổ được máy thì anh em chúng ta có thể là vệ sinh cái đầu buji đi là lổ được ngay, mà không cần đến phải thay buji các anh em nha. Và video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tất cả các anh em.